Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh em Duy Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tập 1 của tiểu thuyết Khao, tác giả Đồ Phồn. À, Đồ Phồn chỉ là bút danh của tác giả thôi, tác giả tên thật là Bùi Huy Phồn, à, hoặc là có thêm những bút danh khác như là Bùi Như Lạc, Cười Xuông, vân vân. À, tác giả Đồ Phồn à, thì là sinh năm 1911 và mất năm 1990. Năm 1990 là nhà thơ, nhà văn, nhà báo và có rất nhiều tác phẩm hay như Lá huyết thư, Một chuỗi cười, Tờ di trúc vân vân và tác phẩm tiểu thuyết Khao là viết một dạng tiểu thuyết trào phúng được hoàn thành năm 1946 và hôm nay đình duy đã gửi tới quý vị khán giả tập đầu tiên của tác phẩm rất hay này à, rất mong quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ đình duy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh À, cho Đình Duy, cho tác giả một like, một comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 1 Khao qua giọng đọc Đình Duy. Lão buông rồi buông đục. Lão híp cặp mắt. Lão nhe đôi hàm lợi chơ rồi xoa hai tay vào nhau. Lão thở phào qua đôi hàm lợi ấy, Lão đã khớp xong đôi cá ở ván địa, cả đôi cá ở ván thiên. Lão đã khớp gần xong 8 cặp cá ở cỗ quan tài. Một cỗ quan tài cho lão. Lão khoái và nghĩ ngợi. Tất cả mọi người khi đến cái tuổi gần đất xa trời, thấy mình sắp được nằm dài thanh thản trong cỗ quan tài, ai mà không nghĩ ngợi. Lão nghĩ rằng, năm nay, lão vừa 72, lại có 9 con, một miếng đất ở ba gian nhà tổng cộng là 72 tuổi 9 con một miếng đất ba gian nhà ta còn nên tính cả một mụ vợ gù và một con cháu ghẻ 9 con nhưng theo thói thường những đứa hiếu đạo đều là đứa yểu số hoặc nghèo xác nghèo sơ còn những đứa tổ độ mát mặt mát mày lại là đứa cư xử với lão trà gian dì giáo một miếng đất ở đã đem cầm lấy tiền nộp ma khô cho vợ cả lão đâu từ năm trước rồi. Ba gian nhà chỉ chờ được tiếp một cơn gió mạnh là nằm cành ra ngửa mặt lên cười với rời. Rút lại, ở lão chỉ còn có chút tuổi 70 khả dĩ cho lão tự hào được với trong xóm ngoài làng. Thiên tước kia mà, lão đã chẳng có phú quý, một con chó ghẻ ba gian nhà, nhưng ở đời này Ai không làm được nên phú quý, lão cũng chẳng có công danh. Phó mộc từ năm 14, lão vẫn còn phó mộc đến lúc 70. Nhưng ai không làm được nên công danh? Còn như nói đến thiên tước, nói đến sự sống nổi cái tuổi mà lão sống đến ngày hôm nay, dễ ai mà sống được. Đó là một triết lý lão lấy làm sung sướng mới khám phá ra. Để hàng ngày hiếu thị cho cái đám thê nhi sau tiếng rít điếu cầy hoặc cạn một cút con rượu lậu đó cũng là một thứ khí giới. Lão tính sẽ dùng đến để tự vệ ở chỗ đình trung điếm sở, chống với mấy ông nhang, ông cán, ngõ hầu hạ giá họ. Mỗi khi họ cậy là nhang, là cán, hạ giá lão là một thằng Bạch Đinh. Bạch Đinh. Lão hết cười và buồn. Lão đứng lên. Như mỗi khi buồn, lèn vào gậm ban thờ, moi ra một cút rượu lậu, nhấp nháp xuông vài tập làm vui. Được kích thích trong não cân, đột nhiên lão tìm ra lần này cũng như tất cả mọi lần câu trả lời cho cái điều xỉ nhục trên kia à bạch đinh âu oh, nó cũng là cái số phải chính nó là cái số lão này được dịp nghe lợi ra cười phào sung sướng về sự khám phá mới mẻ này như lúc vừa đây đã khám phá ra cái thiên tước chính nó là cái số cái số đã cho thiên hạ làm ông nhang ông cán cái số đã bắt lão mòn đời làm thằng dân trắng, lưng đen khố cao. Rồi lão nghèo, đói, rách, rét, đó cũng là cái số cả mà thôi. Rồi tránh vận sai người đánh đập lão để đòi nợ, hay lý bá trói giải lão để ốp thuế năm xưa. Trung quy cũng chỉ là cái số lão phải cam như thế. Ấy thế là lão đã vơi được hẳn những oán hận trong lòng. Như mỗi khi vui, lão lại tập luôn vài tập rượu cho nó thêm vui lão khà một cái khà thống khoái. Chỉ bực một nỗi mụ vợ gù của lão mãi chưa về chợ. Thế nào chẳng mua cho lão đôi bìa đậu phụ với vài đồng mắm tôm. Sực nghĩ đến mụ vợ gù, lão không chỉ cười phào. Lão quệt tay lau miệng, liếm môi một cái, cười hẳn ra mấy tiếng hức hức liền. Đó cũng mới là cái số của rời xuôi. Nếu không thì tự dưng sao mụ, chẳng rõ quê quán nơi đâu, lại thành ra con mụ ăn mày. Đã thế rồi, tự dưng sao mụ đã đến xin ngủ nhờ trong túp nhà của lão một đêm, hai đêm, rồi lại thêm nữa một đêm. Cho đến khi mụ thấy rằng mụ chẳng cần đi, và lão thấy rằng để mụ ở cũng chẳng thiệt gì cho lão. Gần rơm, lừa phải bén, nó đã bén. Từ đấy bắt đầu cuộc nhân duyên. Nhưng cũng từ đấy, bắt đầu những tiếng chế bác của xóm làng, ruồng rẫy của họ mạc, xì sì và của dâu con và còn trăm cây nghìn đắng chút về phần mụ do thế mà lão càng yêu mụ thêm càng quý mụ thêm nhưng cũng không do thế mà lão không hàng ngày càng trời rủa đánh đập mụ thêm bởi một lẽ giản dị ngoài mụ ra lão còn biết có ai để mỗi khi muốn đánh đập ở trong cái làng này nói của đáng tội sau mỗi khi hành hạ vợ rồi lão thường khóc để ăn năn hối lỗi có lúc lão ngồi đần mặt ra hàng giờ mà khóc thầm trong bụng có lúc thâu đêm lão hu hu khóc váng cả nhà nhưng qua giờ ấy qua đêm ấy nếu lại gặp điều gì bực tức thì lão lại cứ việc hành hạ mụ để rồi lại phải khóc thâu đêm hay ngồi đần mặt hàng giờ cái này chế ngự cái kia không thế lão sống làm sao được hôm nay mụ về chợ trưa lão cáu đèo chửi một câu đoạn dốc ngược trai tập đến tập rượu thứ sáu não cần kích thích kích thích đến tứ chi lão vơ rồi đục lão vớ cái chàng chưa có thức nhắm đem về lão hãy đưa cay bằng công việc chát chát cho nó quên cái dài chờ đợi chát chát bảy con cá khớp xong chỉ còn thiếu một con cá nữa cỗ hậu sự hoàn thành nhưng một tiếng người nhại lại vẳng từ xa chát chát với chả chát. Buông tràng, buông đục, lão kéo cặp kính xuống gần mỏm mũi, ngách mắt, lắng tai nghe. Tiếng người không nhại nữa, lão nguyền rùa trong miệng. Không biết trẻ con nhà ai? Đoạn mài miết, say đắm, lão ngắm nghĩa của hậu sự như một nghệ sĩ ngắm nghĩa cái công trình sáng tạo của y. Nó cũng có một tiền sử, cái cỗ hậu sự này. Xưa kia, nó là một cây đề mọc trong miếng đất nhà lão. Cố nhiên, cũng như lão, nó thọ được 70 năm nay, hoặc là hơn kém vài năm. Là một người bạn rất trung thành, nó từng chia sẻ với lão biết bao nỗi nhục vinh, biết bao nhiêu biến cố. Ngày nay, nó chết. Giữa độ nhà lão đương túng quẫn hơn lúc nào, vợ lão dục lão bán nó để lấy tiền đong gạo, nhưng lão không nghe. Một trận xung đột khá kịch liệt trong gia đình, nhưng lão vẫn không nghe vì hai cớ. Thứ nhất, tránh vận được tin lão bán cây đề do ai mách. Ai mà chẳng có thể mách với hắn ở trong cái làng này. Biết lão có tiền, hắn sẽ không để cho lão một đồng xu nhỏ. Cớ thứ hai là lão đã ngoài 70 tuổi rồi. Người lão yếu lắm, sức lão kiệt lắm. Lão chỉ tính sống ngày nay mà chưa biết có ngày mai. Dâu con lão còn trông cậy nỗi gì? thảng hoặc ngày nay hay ngày mai Lão có nhắm mắt tắt hơi, hồ dễ lão được chúng gói ghém cho bằng một manh chiếu với hai cái lạt, mà bình sinh lão chúa sợ những người làm ma bó chiếu. Nó ai oán quá, và con người ta với manh chiếu rách vùi sâu dưới ba tấc đất, phòng bao năm sẽ tiêu mòn. Vậy thì lão cần phải chết đi trong một cỗ quan tài, một cỗ quan tài bằng gỗ, hai đầu có đủ cả rồng bay phượng múa hẳn hoi muốn được thế khó gì đâu cây đề kia vốn sẵn nghề nhà lại vốn sẵn cả bào cả đục cả cưa lão chỉ việc xè nó ra ghép nó lại chạm trổ nó lên thành rồng với phượng công trả cho người ngoài không mất còn cơm thì đã hàng ba bốn năm nay chê lão tay run mắt mờ làng nước không ai thèm mướn lão dù chỉ là đóng cái cũi mèo hay chữa lại căn chuồng lợn lão cứ phải sống bằng cơm vợ như thường nếu chẳng đóng cỗ quan tài này, hơn nữa còn gì khoan khoái cho bằng được nằm trong cỗ quan tài do tay mình, mình tự đóng ra. Trong đấy, lão sẽ được nằm thành thơi, không ngắn, không dài, không rộng, không hẹp. Lão được yên bề về thể xác để cho hồn phiêu diêu các chốn non tiên nước Phật. Lão sẽ gặp đủ các mặt tiền nhân quá cố mà không đến nỗi hổ thẹn vì chết đi. Hèn ra, lão cũng có cỗ quan tài. Chát, chát, lão giang tay đục càng hăng hơn trước, vẫn cái tiếng cười nhại. Chát với chả chát, rồi tức thì nó tiếp. Chát với chả chát, không làm cỗ cho chúng ông ăn. Kéo cặp kính xuống gần mò mũi, lão lại nheo mắt, lắng tai nghe. Tiếng người lần này không nói nữa, nhưng lão thì vẫn nghĩ. Không làm cỗ cho chúng ông ăn. Quái, Ai không làm cỗ cho chúng nó ăn? Ma khô của vợ cả, lão đã làm cho chúng ăn rồi. Cỗ thờ của con trai lão đã lo cho chúng ăn rồi. Ở đời làm dân của lão, vẫn tâm lão chẳng còn thiếu thốn cái gì mà chúng chừa được ăn. Đích thị cái giọng nói móc nhà xã Liêu. Xã Liêu chả mới cưới con gái chạy tang, không làm cỗ mời dân làng mà. Hay là chúng nói kháy nhà nhiêu còm, Nhiêu còn chả có con trai mới đỗ. Những hai bằng gì này? Thi ở trường huyện độ năm tháng, xong vẫn chưa khao vọng. Chắc hẳn chỉ có hai đám ấy, chứ còn cụ tránh hội được bát phẩm tuy đã ba năm nay vẫn chưa khao. Nhưng có cho kẹo chúng nó cũng không dám nói. Cả ông Lý Tân được tưởng lục đã lâu lắm và vẫn chưa khao. Nhưng có cậy răng chúng cũng không dám nói. Bép xếp hay động đến những đám ấy, người ta có mà gan họng ra tuy đã giả đoán như thế tò mò lão vẫn muốn đích xác xem chúng trời móc ai cũng là một thú tiêu sầu mà cũng là một dịp cho lão mượn miệng kẻ khác để tiết hết trăm ngàn câu uất hận tích tụ từ trước tới giờ để gián tiếp trả thù thiên hạ chát 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 Mắc phải mưu già cái tiếng lúc nãy lại bật lên lần này đượm một mùi lè nhè khê nặc chát chát với chả chát Ê ê, chát với chả chát. Rồi lần này nó đèo thêm tiếng lè nhè chửi. Chát với chả chát, bố nó chứ. 70 tuổi, không làm cỗ cho chúng ông ăn. Lão đờ người ra. Lão đỏ tai, lão run cả đầu, cả cổ, cả hai tay. Buông rơi xuống cả độc và rồi Loạn choạng chạy vào giường, nằm vật, thờ hồng học. À, thì ra mấy lâu nay, mà mới ngay lúc vừa rồi, lão vẫn cứ lầm tưởng rằng muốn chết lúc nào, lão cứ việc ốm, việc đau, hay bị một tai nạn bất kỳ, hay là chỉ lim lịm như lão ước mong, là lão có thể chết ngay lúc ấy. Thì ra bây giờ lão mới biết rằng, chết đâu có phải dễ dàng đến thế. Không, lão có mà chết đi đằng nào cho thoát, nếu cỗ quan tài của lão vẫn chưa đục xong cái cá, bởi vì trên lưng lão còn nặng, đeo một gánh nợ miệng việc làng, Lão thét rú một tiếng đấm mạnh lên mặt giường. Đó là triệu chứng mỗi khi lão uất. Dòng tố cần phải có ngay cho lão một người hay một vật để lão chút hết cơn dông tố lên đầu đây. Nếu không, à, nếu không, lão sẽ phải chút nó ngay vào đầu mình. Lão phải cắn lưỡi, cào mặt, rứt tay. Lão phải đấm ngực thình thịch. Đấm đến bao giờ lão thấy tức nhói lên, thấy hò rũ ra, thấy không còn thở được. Lúc bấy giờ, lão mới chịu buông tay vì tay lúc bấy giờ cũng thành quệ liệt và khóc chẳng may cho vợ lão giữa cơn rồng tổ ấy mụ về mụ mới kịp lục gánh lấy ra gói đậu phụ đặt vào cái mâm gỗ loang sơn thì lão đương nằm ngồi nhòm dậy co chân đạp một cái bắn cả mâm rơi tung tuế cả mắm tôm lẫn đậu biết chứ còn nhiều sự ác liệt nữa sắp tiếp tục xảy ra mụ bình thản nép vào xó cửa chờ một cơn giông tố thứ hai, mụ thì ôn tồn. Ông no ra mà nóng thế. Hôm nay chợ đình hàng bán không được, tôi phải xuống chợ đặng mới về khí trưa. Lão trợn mắt, đập tay xuống phản, hét lên. Trà tổ con sứ đoài. Ông không thèm chợ chưa? Mụ càng ngọt ngào hơn. Hay là ông thấy ít thức nhắm? Trong thúng còn mỡ ốc, để tôi luộc. Ông không thèm thức nhắm, hay là tôi có điều gì thì ông bảo. Lão gầm lên, đấm luôn hai quả vào ngực. Ông tức lắm. Nhưng vì điều gì mà ông tức, hay cụ tránh vận, hay ông Lý Tân? Này, điều gì này? Lão nắm tay đánh hụt mộ nên đấm trong bâng cua. Cha tổ con kẻ đoài, ông tức lắm. Cha tổ đồ chó, ông làm gì mà nó chửi ông? Ai? Nó chửi ông 70, ông thử thách nó bây giờ còn phúc mà sống đến 70. Mộ trật hiểu, giọng giảng hòa. Ông nghĩ làng này thiếu gì người 70, nó trời chống công mà kệ nó, chứ sao. Nhưng họ đều làm cỗ. Đó là hảo tâm, ai làm cỗ là hảo tâm, chứ lệ làng có đâu. Mà nó lại trời chống không, trời lắm nó nghe nhiều, hơi đầu đi tức. Nhưng nó là... Lão nhành mồm nhại. Chát, chát với chặt chát. Ai à, cha tổ con sứ đoài, mày bênh nó phòng. Này thì muốn bênh. Choang, lão nhảy sổ xuống đất, lão nhặt cái mâm gỗ, lao thẳng về phía vợ, cùng với một tiếng gầm. Xong, mộ đã kịp lần đi tận lúc nào làm mâm cơm rơi bịch vào vách. Còn lão thì, vì rượu ngấm, chân đứng mất thăng bằng, loạn choạng ngã dối trên nền đất. Mộ lại hiện ở đâu ra, nâng lão dậy, Thế có khổ không? Nếu nó chửi thực, hôm nay ngày tuần đấy, làng đương họp ở đình bắt vạ đám chửa hoang đấy. Ông già thưa nó tại làng để nhờ làng xử việc gì làm khổ vợ, khổ thân. Vùng vàng lão chạy vào ngồi phịch lên trước rừng tre, ngồi bó gối cho đầu gục xuống lòng. Không rõ lão khóc hay nghĩ. Một lúc sau lão ngẩng lên, nhìn thẳng mặt vợ bằng cặp mắt chưa hết cả khịa. Bà về qua đình, có đích thế là còn họp không? Im một lát, lão tiếp, tuy câu hỏi không được trả lời. Được rồi, bà đi mua ngay cho tôi trăm câu khô với xin một lá dầu. Nhớ mua thứ cao động tốt, và lá dầu trông cho nó ra lá dầu. Với lại, lúc đi qua nhà ông họ Sửu mượn cho tôi cái khay và cái đĩa mẫu. Vẫn giọng rằng hòa, mụ tỏ thêm vẻ ngại ngần. Hay là lần này hãy ngơ đi. Lần sau nó chửi... Lão đẩy mạnh vào lưng vợ. Lần sau thì để nó cưỡi cổ, nhét đất thó vào mũi, tra tổ đồ ngu. Đương thuận mồm, nên trước khi chít khăn mặc áo, lão gần chạy đến giữa hè chửi đồng ra sân. Tra tổ đó chứ, phen này thì nó biết tay ông. Chạy vào, lão lại chạy ra. Chứ thả lão, lão với ai chứ lão với ông. Nó lú, nhưng chú nó khôn trà tổ đó chứ lão với ông thì phe này ông cho là sạt nghiệp cứ ừ thế lão đã đi ra chạy vào hàng chục lần tay chít khăn miệng chửi lão còn chửi mãi cho đến khi vợ đem chầu cau về mới chịu thôi cho lão xốc lại áo nắn lại khăn gọi áo đó là bốn mảnh tã rách nhặt nhạnh ở bốn phương trời đem chắp lại gọi khăn để khỏi lẫn với cái thứ để lót nồi Lão xốc lại chiếc áo ấy, nắn lại tấm khăn ấy, đoạn bưng khay đi ra ngõ cái dẫn thẳng đến đình. Nhưng được năm bước, lão lại đi ngoặt vào ngõ trong, ra đường đồng, và muốn đến đình phải đi quanh hết một lối hẻm sau làng, nghĩa là xa gấp bốn lần ngõ cái. Có lẽ lão thấy sợ sợ khi phải đi qua nhà cái kẻ trời lão ở ngay bên ngõ cái có lẽ lão muốn đi lối sau mua đường dài gấp bốn để được suy nghĩ sắp đặt những câu ứng đối cho nó nhiều thì giờ có lẽ vì cả hai hai lẽ đều quan trọng như nhau nhất là lẽ sau này sau khi đã có đủ thì giờ để suy nghĩ sắp đặt lão còn muốn có thì giờ để tưởng tượng trước ra cái cảnh uy nghi của tụng đình vì lão tin rằng chỉ có ở đấy công lý mới là công lý và lẽ phải mới được binh vực. Điều trái mới bị trừng dân, vì lão tin chắc rằng chỉ có ở đấy cái thân lão, cái đời lão mới được hoàn toàn che chở. Nói chi cầm cán cân công lý ở trong đình này lại là những cụ tiên nội tộc và minh quan, cụ thứ ngoại quyến và nhân từ, ông Hàn Khoan Hồng, ông Tránh Vô Tâm, ông Tổng, tuy họ nó nhưng khét tiếng là trực tính. Nói chi nữa, làng là một làng văn hiến, các quan, các cụ, các ông ấy đều là người văn học, thì chỉ một sự lão sống đến 72 thiên tước cũng đủ cho họ phải kính lão đắc thọ mà xử cho lão được kiện rồi. Lão tưởng tượng ra lúc được kiện rồi, lão tưởng tượng đến lúc nó sẽ phải đem một chai rượu, một cây trầu đến nhà lão lễ tạ với tổ đường và xin lỗi lão không dám thế lần thứ hai. Như làng từng xử những đám trời bậy xưa này, lão tưởng tượng đến lúc bấy giờ. Hàng xóm láng giềng sẽ phục lão, chứ không còn dám khinh, và phục nhất lại chính là vợ lão. Lão còn tưởng tượng nữa, tưởng tượng ra trăm điều thống khoái nữa. Vừa hay lúc ấy chân lão vấp phải một hòn tàng lớn, làm lão sực tỉnh, thì tai cũng đập phải, từ trong đình vọng ra, một thứ tiếng hỗn loạn của một phiên chợ Tết lúc bình thì Lão hay đứng lại tận ngoài xa, kiễng chân, ngé cổ qua căn tường thấp, nhòm vào. Đình có ba gian thanh thang rộng, không kể một hậu cung, trần thiết cho gian giữa là ngựa, là hạc, là tàn, là tán, là bát hương đồng, là độc bình xứ, là án sơn đỏ chóe, là ngai thép vàng hoe, là vô số hoành phi, câu đối để khoe cái tài học của các văn khoa là lùng cùng bát bều lộ bộ, tay thước, dao quắm, gậy tày để trưng nốt cái tài vũ dũng là tất cả. Trái lại, hai gian bên là bệ và bệ, đây không cần khoe văn, cũng không cần trưng vũ, đây là ngôi hương ẩm, nơi chỗ uống của làng, có uống tất phải có ăn. Nhưng lão ngách nhìn vào, vẫn chưa thấy ai ăn đặt hai dãy bệ chiếc thấp chiếc cao ở hai bên tà hữu ban đóng từng chiếu một theo tôn ti trật tự lão thấy đủ mặt trẻ và già thân và sơ họ ngồi làm hai dãy dài và bàn và cãi và hét và người liên thanh không ngớt những miệng bé không đủ sức gào thì truyền nhau hút thuốc những miệng lớn mỗi khi đại hạn lại tưới thêm hàng ấm tay nước để rồi lại gào hét thêm vẫn chừa thấy ai ăn Cổ tiên vẫn ngồi trên chức bệ cao nhất đình. Cụ là một tuần phủ về hưu nên có tấm thân cân quắc, tấm mặt phương phi, tròm dâu bạc phơ, mười móng tay lêu lỏng dài với một cái bụng kiều hãnh phưỡn. Cổ được làm nên là nhờ ở cái bụng, lúc nào nó cũng phưỡn ra, như năm năm sau về vườn, nó vẫn chưa tiêu hết đồ mỹ vị cao lương. Là mỗi khi cụ cất tiếng hinh hích cười, nó lại rung nảy nảy lên ngạo mạn với thiên hạ chiếu dưới cụ tiên là cụ thứ. Một cựu chiến binh không chối cãi được ở cái diện mạo quá xáo, mắt sâu, mày rậm, da mồ hóng và hai càng dâu vành ngược lên trên trêu tức cặp lưỡng quyền gồ. Vận nam phục, cụ không thể đội được mũ trào màu, nhưng nơi ngực vẫn có thể treo đủ một giá sáu cái mẻ đây. Và dưới bệ cụ vẫn trung thành cho chủ xỏ chân vào là đôi giày xăng đá chút dư huệ từ hồi đại chiến thứ nhất. Cùng với chiếu cụ thứ còn có ba ông bô lão, kim cả gô lẫn lòa và món mém. Tiếp chiếu ấy là chiếu các ông chức sắc kỳ mục, tuyển, khóa, sinh, lý, hương hào, quản, trương tuần, vân vân Có kẻ thô thiện, có kẻ thanh tao, có kẻ cổ lỗ, có kẻ tân thời, cũng có kẻ hào hiệp như chỉ trực sẻ nửa cơ nghiệp cho ai, cũng có kẻ tùn mồn vơ vào như chỉ muốn dỡ cả đình về làm của riêng mình hắn. Tuy nhiên, vẫn có một điểm chung cho những kẻ ấy giống nhau như một. Về việc công ích, kẻ nào cũng đem công tâm ra bàn, ra cãi. Rồi thù lao cho cuộc bàn cãi, kẻ nào cũng nhớ là sẽ đem công tâm ra uống, ra ăn. Nhưng vẫn chừa ai ăn. Chừa ai ăn không phải họ chừa muốn ăn. Nhưng nào đã có gì để mà ăn? Theo lệnh làng, trạ tuần còn đi bắt vạ một đám chừa hoang đám con gái nhà cán kình. Nghe đầu lần thứ nhất trả sách về cái nồi đồng 30, xong các cụ nào nhai được nồi đồng, để đấy mai sẽ hay. Lần thứ hai trả sách về một cái cối đá, rõ nỡm các cụ nào gặm được cối đá. Cả làng phát cáu, cụ tiên ra lệnh. Phải bắt lấy con lợn con gà hay con vịt để làng mụi kiến tại ngày hôm nay đã chứ. Nồi đồng cối đá, mai bán đấu giá, có tiền hãy hay. Nhưng trả về lần thứ ba, lần mà lão nghe lỏm được câu chuyện trên này lợn không gà không vịt cũng không họ ôm về một đôi chó nhách có lẽ sự chủ đã biết trước chạy giấu được hết cả gà lẫn vịt để lại một đôi chó nhách y biết các cụ nào lại đi ăn chó nhách tại đình y tính nước cờ cao nghe chạ bẩm cả làng buồn nhưng còn nước còn tát tục ngự đã nói nồi kia cối kia làng đã nắm được đằng chuôi Cụ tin quả quyết ứng tạm cho làng 50 đồng để mua rượu và thức nhắm. Chứ việc làng không ăn uống thì không thể được. Lần sau dựng trống còn ma nào đến họp. Tốt mõ không bằng gõ thớt. Một câu tục ngữ thứ hai. Thế rồi hãy xếp đến việc công. Làng bàn bạc về các thứ nhắm. Làng thỏa thuận với nhau ở cách quyết nghị cuối cùng. năm chai rượu, năm chục bìa đậu phụ, 100 bánh đa. Chỉ có thế thôi. Đã gọi là muội thì lấy đâu ra nhiều nhưng muốn được hưởng những cái chỉ có thế thôi, ít nhất cũng phải là những người đã vọng, đã khao, dù là một anh nhiêu hay là một ông quan nhất phẩm. Đằng này, lão không là một anh nhiêu và ông quan cũng không phải nốt. Vậy lão đã lạc lõng làm gì vào cái thế giới cao cả, riêng biệt của họ này đây? Dần dần lão trồn bước lại, trồn bước lại, quên hẳn việc đi thư kẻ trời càn nhưng muộn mất rồi ở trong đình cụ tiên nhờ sự chỗ trên chiếc bệ cao nhất đã thoáng thấy bóng lão đương thập thò ngoài tường lại khăn áo chỉnh tề lại khay trầu hẳn hoi có chén cũng nên biết đâu thấy lão lùi cụ sai trương tuần ra gọi kìa ông phó ông vào quan tuần phán về cũng dở sau một tính toán trù trừ lão đánh liều vào vậy mọi tiếng hỗn loạn dứt những nét mặt khinh người càng khinh hơn hợm hĩnh Càng hợm hĩnh Cả cho đến những nét mặt tồn mồn nhũng nhạt Vốn không khinh người, không hợm hĩnh nay đột nhiên càng hợm hĩnh Khinh người hơn Thấy thế Lão hoảng, lão chắp tay Lại các cô ạ à. Vái sang tả ban Lại các cô ạ à. Vái sang hữu ban Chẳng ai buồn đáp lời Mọi tiếng ngồn nào vừa tắt Lại lác đác nhóm lên Mọi người tiếp tục câu chuyện bị ngắt quãng mãi sau một kẻ bạo miệng hỏi thẳng vào mũi lão ông ra làm gì đây một kẻ khác hỏi thầm người bên cạnh rất lớn ắt vì không được bạo mồm lão ra đây thì ngồi vào chiếu nào nhỉ rồi lại tự đáp cho là một câu rất thâm thúy à chắc là ngồi chiếu cụ thứ chiếu cụ thứ mới có cụ và ba cụ bảy mươi nhưng một kẻ khác thâm thúy hơn vì hắn có một cốt cách nho phong rất nhũn nhặn rất lễ phép đứng lên vái dài lão hai tay giang ra mời niềm nở kia cụ phó gơm từ thuở bé mới được tiếp cụ tại đình bẩm chả mấy khi cụ ngồi đây với chúng tôi cụ cứ ngồi chả gì cũng trong họ ngoài làng ai dám nói phải nhận bấy nhiêu tiếng sủa dồn trong một lúc lão quính hẳn lên như dẫm phải tổ kiến những câu ứng đối lão tốn bao công phu xếp đặt đã không cánh bay đi Ốc lão hoang mang, chân lão hoang mang, lão cứ việc tiến đi, tuy rằng không còn biết tiến đi đâu. Cho đến lúc vô tình, lão tự dẫn đến chức bệ cụ tiên. Không rõ sao lão đã gặp người làm đôi, vái dài, thẳng cái bụng phưỡn, mọi tiếng ồn nào ngớt. Mọi giác quan của lão được chấn tĩnh trước cái mặt to tai lớn của người ăn trên ngồi chốc trong làng. Việc kiện trở lại trong khối óc đỡ hoang mang. Nhưng vì nghĩ đến việc kiện mà chống ngực lão bắt đầu đập rộn và tứ chi lão bắt đầu lật bật run, Điều bộ co quáp của một con kiều non đứng trước bầy hồ đói. Như sai khiến bầy thói quen, Cụ tiên ngồi xích lại mé trong để tránh hết cái nghèo nàn ở người lão toát ra. Cụ chun mũi lại. Thế anh phó già đây, định trình làng việc gì? Hai tay lão run run, rón rén đặt lên bệ khay trầu. Dạ, Lão càng run, chưa kịp tiếp, cụ tiên tiếp thay. Có phải định xin làng làm khách thọ 70 không? Ờ, được rồi. 70 tuổi tức là thiên tước đấy. Tức là tước của rời ban cho đấy, biết không? Thôi thì nghe dư vợ chồng ban ông, nó làm ăn khá giả mà anh lại định cố chạy cách khao. Trước là lễ rời Phật tổ đường, sau là cầu vui với làng xóm bà con. Anh nghĩ như thế là trí lý lắm. Dạ, bẩm cụ lớn và các quan viên. Lão vẫn chưa kịp ngắt ra thêm, thì nắm móng tay dài đã dơ ra, bấm bấm vào nhau, và cái bụng phưỡn đã nây nảy, cụ tin lại cười hề hạ. Năm <laughs> này anh phó giáp tuất, thế là 72, để chậm mất 2 năm. Dạ, sao lại cứ gãi tay, và chỉ có dạ. Chính lão cũng không biết tại sao hết. Lão chỉ biết dạ, rồi thì mắt hoa, đầu choáng váng một thứ tiếng cối say đánh ù ù bên tai lão một thứ hơi nặng như đá đè từ bụng lên ngực từ ngực lên cổ lão khiến lão tắt hơi nghẹn thở loạn choạng được ba bước quay ra bỗng dưng khuỵu gập đôi gối lão chơi vơi ngã sụp xuống sân đình con chó ghẻ hực luôn mấy cái ở ngoài sân nó hực thêm mấy cái nữa rồi sủa rú hẳn một chàng to và dài tưởng chừng như nó đã phải rúm cả bốn chân lại, hoặc đứng tựa vào một gốc chuối nào, mít sùa nổi được to và dài đến thế, mà không bị ngã. Đó là lần thứ nhất, hàng xóm láng giềng được nghe nó rùa. Vậy thì có cái gì khác lạ? Lão hơi kinh ngạc nhìn vợ, hỏi bằng mắt. Vừa gặp mụ cũng kinh ngạc, hỏi lại lão bằng nhìn. Một con chó khác chăng? Cả vợ, cả chồng lão đều có một ước đoán ấy vụt qua óc trong cùng một lúc. Họ không thể đoán khác hơn. Không bao giờ họ dám nghĩ đến một người khách lạ hay một tên trộm lại quá bộ vào thăm nhà họ bất kỳ lúc nào, huống chi bây giờ. Nhưng lần này, vợ chồng lão đều đoán sai, vì con chó càng sủa rú lên, rồi hoàng chạy đâm sầm và bức vách. Đồng thời, những tiếng nghe như tiếng đế giày ra của các ông lính hung hổ nện cồm cộp ở ngõ ngoài tiếng hỏi hách dịch trõ vào. Nhà còn ai thức không? Càng kinh ngạc, lão lại dùng mắt ngầm hỏi mụ. Cũng lại gặp mắt mụ chố nhìn trả lại, như đùn cho nhau câu trả lời, chưa biết nên như thế nào. Tiếng hách dịch nhắc. Bà đặc dĩ, mụ phải đứng lên khêu tỏ đèn, cầm ra phía cờ liếp, nhưng để nêm thêm trước giỏi. Còn thức, ai hỏi gì đấy? Tiếng đáp hách thêm vì cọc lốc Tôi. Tôi là ai? Đây có phải nhà ông Phó Mộc? Phải rồi, nhưng là ai? Người ở ngoài im lặng. Tiếng giày của hắn nện từ gần ra xa. Một lúc lâu, nó mới lại hùng hồ nện từ xa tới gần. Và bây giờ thêm với tiếng giày, còn vằng cả tiếng guốc với nhiều tiếng cười nói. Vào đến đầu ngõ, tiếng cười nói im, để nhường cho tiếng hỏi gắt. Ủa, kìa, sao vẫn chưa mở? Nhưng các ngươi là ai mới được chứ? thì đã biểu cứ mở cửa nè ai đã kẻ cướp mà sợ câu diễu vô tình ấy khiến mụ sực thích sự cần thù của mình đối với quân gian quả là buồn cười thực tuy nhiên mụ lại tỏ vẻ ngần ngại hơn trước nhiều mụ hất hàm ra hiệu ý hỏi chồng nhưng lão cũng không biết quyết định thế nào chỉ lắc đầu rồi lại lắc tiếng người ở ngoài phát bẩn thế nào mở cho người ta vô chứ Mụ có đọc một câu không thay đổi Nhưng đã bảo các người là ai Bà hớ hênh Ở đây chúng tôi lương tiền làm ăn Xóm ngoài họ mới nấu rượu Lão quát khẽ cắt đứt lời mụ Bà biết đâu mà bà mách lẻo Nhưng các ông lính phủ mà lại Giọng hách dịch phát ra thành tiếng cười hề hề <laughs> Không Tôi không là lính phủ Tôi là con ông phó đây Mắt mụ đương tuét Phút người sáng ra nhìn về phía lão nằm nhưng lão đã xua cả hai tay, thêm với lắc đầu hoài. Có lẽ vì tiếng người ấy càng nghe, càng thấy lạ, nên lão lại càng tin là bị lừa dối. Còn mụ nghĩ khác, mừng một cách dễ dãi và đần độn cũng có. Mụ còn thấy mình sẽ phạm lỗi, không mở cửa nếu quả thực người ngoài ấy là con chồng. Ngần ngại mụ tháo được một dõi mới tra. Tỷ tê, mụ tháo nốt cái nữa. Tuy chửa dám rút then, thì người ở ngoài đã đẩy mạnh vào cánh liếp hèn gãy, cửa bật tung, ngọn đèn thu gọn hình lại run lên lật phật. Chân trong chân ngoài, bác khách đứng sững, im lặng nhìn mụ từ gót đến đầu. Trong khi ấy, lão cũng đã vụt ngồi nhòm trên giường, cùng với vợ im lặng nhìn khách từ đầu đến gót, giữ miếng trong khóe nhìn, tìm hỏi trong im lặng. Khách là một đàn ông, tuổi ngoài bốn chục, minh dòng cao, chân tay gần guốc, má hóp, môi thầm mắt trắng dã trên khuôn mặt nghịch ngợm có nước da sạm bùng màu phong trần hắn vận bộ đồ sóc trắng giận dày tay màu vàng vá đen muốn tỏ rõ ta đây thích những mốt cuối mùa mắt hắn đeo đủ kính trắng miệng hắn cài đủ một dãy răng vàng Túi ngực hắn rất đủ một cái bút máy, một cái bót thuốc lá bằng ngà, một cái khăn đỏ, một dây đồng hồ mạ kền, có cả đồng tiền vàng in đầu ông Tây, lẫn đồng tiền vạn lịch sùng soảng ở bên hai cái bút hồ. Hắn quáng đèn, nên tuy đeo kính cũng chỉ có thể nhìn thấy mụ thôi. Đương hách dịch, hắn thành lúng túng, ngờ vực, im lặng mãi, mới được một câu hỏi trước. Đây có phải nhà ông Phó Mộc không nhỉ? Trong quanh ba gian nhà đen mò, hắn buông sóng, Ông phó có ấy mà, chả biết có còn không. Mụ trầu mò phì vui. Có cái bác này ăn nói mới hay, việc gì mà ông ấy không còn. Muốn chứng thực cho câu mình nói, mụ ngắm nhìn thêm hắn, rồi đứng né ra, soi đèn về phía giường lão ngồi. Thoáng thấy lão, hắn đầy mụ lấy lối nhảy sổ lại, giờ sẵn hai tay để ôm choàng lấy người đương chờ. Nhưng khi thấy rõ lão rồi, hắn buồn nản buông sõng cả hai tay. Lại tần ngần đứng sững Nụ cười vừa nở trên môi hắn phút rụng đi, hắn lắp bắp miệng. Thưa ông, thưa cụ, làm gì có thì giờ đấy đến những nhận xét đấy. Thấy bóng người lạ lão còn đương cuống cuồng, lo sao kéo được tấm bao tải ở trên lưng để phủ xuống đùi, che cho kín khố. Xong rồi, lão ấp úng. Tôi chả dám, thầy là ai? Bà coi bộ nhận đặng tôi không? Lão ngẩn mặt ra. Thầy, thầy bảo cái gì? Hắn cười. Bà, à, bố có nhẽ không nhận ra tôi đấy nhỉ tôi đây mà hai cốc đây lấy tay dụi mắt mấy cái liền lão nhìn hắn tưởng mình trong mơ cho đến khi dần dần trên khuôn mặt nghịch ngợm của hắn hiện ra một vài vết tích quen thuộc với cái hình ảnh còn rớt lại trong ký ức lão đôi khi lúc bấy giờ lão mới đưa choàng hai tay nắm hai cổ tay hắn xong lão lại buông ra tức khắc có phải chính là hai cốc Hắn nghiêng đầu, nghe cả hai hàm răng vàng ra mà cười. Dạ, chính tôi. Bây giờ, lão mới mạnh bạo, nắm nắm lại hai tay hắn, kéo hắn sát vào mình. Mặt hắn sát mặt mình để được chăm chăm ngắm thêm hắn. Lão bắt đầu run lẩy bẩy cả người lên, nấc nấc liên hồi. Trong thẳng mặt con, tay vẫn cầm tay, và lắc và rung và hỏi qua tiếng khóc. Chính mày là hai cốc. Chính mày là hai cốc. Mày đi đâu mà bỏ thầy trong ba chục năm nay? Con, con đi đâu? Hắn cũng cảm động rơm rớm nước mắt, tuy vẫn đứng im. sau hắn đã dám ôm cái đầu chọc, ôm cái đầu bẩn thỉu của lão vào ngực mình, rồi rút chiếc khăn lụa đỏ cài ở túi áo, lau cho mắt hắn xong, lại rút chiếc khăn vàng vài trắng đút ở túi quần, lau mắt cho lão. Còn lão được dịp tha hồ, mếu máu, rên la, kệ lệ. <laughs> còn đi đâu mà bỏ thầy ngót ba chục năm nay, mà lại cũng chẳng về chi cả, mà lại cũng chẳng đánh cho thầy lấy một cái giấy, để biết con còn mất thế nào. <laughs> mà con vợ con, nó cũng lại... <laughs> Cốc bịt vội mồm lão, không cho nói hết. Hắn nhìn nhanh ra phía cổng ngõ, đoạn ghé tai lão thì thầm. Chết, bà đừng có nói to, nó đi rồi hay nó chết cũng không sao. Nhưng ba bảo vợ tôi làm sao? Nó đi hay nó chết? Nó đi theo dài mà lại. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Thế cũng tốt. Vậy thì... Hắn tự nhiên đâm cuống đâm cuồng. Hắn băn khoăn trông lão. Trong mụ vợ gù của lão lúc ấy đương đứng làm khách bàng quang. Hắn trông sau trông trước. trông quanh cả ba gian nhà, rồi hắn bật tiếng kêu cầu cứu. Thôi thôi, từ nay ba đừng nói gì đến vợ con tôi nữa nhé bây giờ ba đi thay quần áo đi ba đi thay ngay đi hắn quính hơn bà bà này bà ra ngõ biểu cô hai cảm phiền đứng chờ tôi chút xíu mụ rất ngạc nhiên về những tiếng nói lạ lùng và cách xưng hô lạ lùng tuy không hề có một cử chỉ phản đối song lỡ ngạc nhiên hơn mụ khi thấy con cứ tíu tít đằng thúc đến hai ba lần kìa ba thay đi có những cái gì đẹp đẹp thì mặc vào, hay lại gì soang xoàng nhưng sạch sẽ cũng được. Lão bẽn lẽn. Ta làm gì có cái gì loàng soàng. Thế có cái gì đẹp đẹp ba vẫn mặc những ngày Tết nhất đình đám càng tốt. Tao làm gì có cái đẹp đẹp. Giọng hắn đâm khó chịu. Thế thì có cái gì hơi rách nhưng sạch sẽ. Tao cũng chẳng có cái gì hơi rách nhưng sạch sẽ. Chỉ có cái áo the và cái quần đây. Nhưng... Chưa đợi nghe nốt lão nhưng gì hắn vui reo à thôi thế được rồi xem nào ba mặc mau lên chứ khoác bao tải lại đóng khố thế này thì coi sao được nhưng khi cầm giờ cái quần và cái áo ra hắn sợ vo viên lại ngay vứt tọt xuống gầm giường làm lão vừa hí hửng phải đâm ra trưng hửng hắn chạy ba bước đến phía mụ gù lúc ấy đã ở ngoài vào cặp mắt chưa thôi ngây đột thôi được bà già biểu cô hai đợi tôi chút xíu rồi tôi biểu cô đưa cái oa lít sách vô đây, nghe không? Mụ vẫn nhanh nhầu chịu sai, không phản đối sự vô ý tứ của người con chồng. Thấy mụ ngoan ngoãn, cốc, được hài lòng, không tỏ vẻ ghê tởm cái rách dưới và tấm lưng gù như lúc mới gặp, hắn cũng hài lòng trông về lão. Thôi được, bà hãy lấy quần áo của tôi thay tạm. Sớm bữa mời, mở dương, tôi lấy quần áo mới đã may sẵn cho bà. Nhìn qua nhà hắn sực nhớ hỏi dồn Thế bà ở có một mình à? Thế còn má đâu? Thế còn vợ chồng anh cả, các cô, các chú nó đâu? Lão thút thít đáp, giọng dỗi hờn. Bu mày chết từ 17 năm rồi. Thằng cả chết về trùng của bu mày sau một năm. Vợ no đi lấy chồng. Thằng ba em mày nhờ rơi khá giả nhưng lại bạc ác bất nhân. Nó đã ở riêng 8 năm nay. Nó nghe vợ nó đánh chửi cả tao. Vì tao nghèo túng thế này, trả chu cấp cho một đồng một chữ thằng tư đi lính khố đỏ nhưng tại hồng phúc nhà tao kém nên tám chín năm ở làng này ai cũng đi đóng cai đóng đội Đó, tay chân vẫn hoàn tay chân thằng năm làm phu mỏ chết ngã nước ở đường rừng thằng sáu đi ở mùa cho cụ nghị dư trừ nợ cho tao thằng bảy được ông bà tham tính đem ra hà nội nuôi cho ăn đi học thợ nhà y nhật báo còn các chị ấy con và con chết về bệnh thiên thời năm ngọ. Làng nước cứ đồn là nó chết đói, nhưng chính vì các ngài bắt lính, chứ nếu đói mà chết được, thì sao tao lại sống đến ngày nay? Con mẹ xã tức là cái vạc nhớn, mày đi được 4 năm, tao gả nó cho xã thuộng. Con nhiêu mại, đi làm bún ở thiên hạ, độ tháng riêng có về. ấy đây, tiếng rằng rời cho chín mặt con, mà tao vẫn như người tuyệt thực Sao ba lại nói lẫn thế? Nó sai cho chúng tôi là những người còn sống. Vậy các anh chị chú thí mấy con cái ra sao? Con cái thì nhiều, toàn là bạc ác bất nhân. Thằng cả ba bận đẻ, còn được một con gái út, mẹ nó đi lấy chồng. Gửi lại, năm nay mười lăm. Ta bảo nó ở với tao, nó nghe vợ chồng thằng ba suối bảy không bằng lòng. Bây giờ nó ở với nó cắt cỏ chăn trâu. Thằng ba được sáu đứa còn năm y như mẹ, giống bất nhân. Mẹ xã được hai, nhưng phải cái nghèo túng lắm. Thằng Tư nghe đồn nó lấy con nhà thổ nào ở Hải Phòng. Thằng Nam đi gửi ở rể được hai năm, tậu cho nhà vợ được mấy xào ruộng. Nó liền sinh sự, già của tại quan. Thế là vẫn đi làm, bỏ nắm xương ngoài mỏ. Thằng Sáu chưa vợ, thằng Bảy chưa vợ, nhưng thằng Bảy thì nó cứ chịu thương, chịu khó. Ông bà tham người ta cũng gây dựng cho hẳn hoi. Tao chỉ thương cái thằng Sáu, nó lành như bột, thực thả như đếm, mà lại cứ quần quật làm cả ngày, không biết khó nhọc là gì cả. Còn mày, mày hãy nói cho tao biết, trong hai mươi mấy năm rồi, mày đi sang Tây, hay sang Tàu, hay sang những đâu đâu, hả? Câu chuyện của tôi dài lắm, thư thả tôi sẽ kể. Hắn đổi giọng, thế nghĩa là ba ở có một mình với bà già này, nhưng sao lại đi mướn một mù tật nguyên, coi bộ kỳ cục quá này lão ngẩng mặt ra như lúc trước. Tao còn sống đây, mày bảo gì nguyên với quá. À, tôi nói mụ người ở của ba, sao không mướn một người lành lặn sạch sẽ. Méo miệng hành hạch cười, lão cố giấu đau đớn. <laughs> Bố mày, mẹ kế của mày đấy, người ở, duyên rằng bu mày mất đi, chúng nó đều bỏ tao thui thủi một mình. Ta phải lấy người ta để hầu hạ miếng cơm chén thuốc. Những khi trái nắng dở rời, Tuy xấu người thế, nhưng tốt nết lắm kìa. ấy thế mà các em mày, chúng coi rẻ người ta, chẳng ra cái dơm cái rác. Cốc chép miệng, hấp háy cặp mắt. Lão nhìn để dò ý tứ xem, vì sao mà hắn chép miệng. Nếu vì hắn ái ngại thay cho mụ, lão đã thành công được một nửa trong việc chinh phục cái cảm tình nóng hổi của đứa con mới về. Lão lại kể nữa, kể nhiều nữa tất cả những điều hay nết tốt của vợ để chinh phục được hắn hoàn toàn rồi sau cùng lão đo đắn mãi mới tìm được lời kết luận còn như mày còn như anh thầy chắc chẳng anh à vâng còn như tôi nếu có tôi ở nhà thì tôi chẳng để cho có cái sự này hắn y một lát trông lão cười nếu có tôi ở nhà thì tôi chỉ việc không cho ba lấy người ta là xong bởi vì bù chúng tôi chết đi Trong lúc chúng tôi đã trưởng thành Bà muốn lấy ai làm kế Bà cũng phải hỏi ý kiến chúng tôi xem có bằng lòng không Như thế mới được Thế mới đúng luật Nghe con giờ luật Lão sợ hãi níu vào tay hắn Nhưng đồ ấy anh đi vắng chứ Tôi đi vắng Thì cũng có khi tôi về Anh cả mất tôi quyền trưởng trong gia đình Phụ tử phải tòng tử Nhưng thôi Sự đã rồi Bây giờ tôi chỉ muốn ba làm theo tôi một điều. Kìa, gì? Ngoài trông ra, cốc thấy mụ hai tay khề nệ ôm chiếc vani bằng mây đan bước vào, vội đổi câu có ra niềm nở. Cảm ơn gì, gì tới đây tôi. Và xin lỗi gì, lúc nãy khách lạ không chào. Tôi có điều chi, gì bỏ lỗi nhá. Mấy tiếng gì khiến cả lão, cả mụ bưng bưng hồ thẹn trong vui sướng. Mụ xoa suýt hai tay vào nhau, liếm môi mãi mới được một câu vô nghĩa lý. Tôi chả dám. Còn lão thì cứ lắc mãi vào tay hắn hỏi, anh bảo tôi làm điều gì, anh bảo tôi làm điều gì tôi cũng làm. Đã mở được vali, cốc còn mài lục từng bộ quần áo một ra. Lão đã phải tối cả mắt thấy trên giường mình bày vô số là quần, là áo, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng sang, cái nào hắn cũng dở ra, ướm vào người lão, nhưng lại lắc đầu, gấp lại, Bộ ướm sau cùng là một bộ sót màu cứt ngựa. Lão ngầm thích, xong hắn lắc đầu và cười phì ra tiếng. Hắn lục lại ở đống đã xếp, tìm một bộ quần áo cánh bằng lĩnh thâm. Thôi, ba mặc tạm bộ đồ bà ba này. Ngờ ngác trước hết, rồi lão dẫy nảy người lên. Chết, sao lại cho ta mặc quần đàn bà? Không, đây là bộ đồ của tôi. Ở trong ai có đến bộ đồ này là sang. Ba cởi bao tải ngay ra. Mặc lè lẹ đi, kẻo trễ quá miệng dục tay làm hắn lột phát chiếc bao tài khỏi mình lão mặc chiếc áo bà ba vào đấy rồi sốc nách lão đứng lên để nguyên cả khố mặc trùm quần ra ngoài hắn lùi lại một bước nghiêng nghẹo ngắm lão gật gù gật đầu tốt lắm nè ba coi bộ giống những ông làng miệt hậu giang lắm nè phải thế không gì bé sực nhớ gì bé cũng chẳng hiểu gì hơn lão cốc lái sang chuyện khác lúc nãy ba bảo gì tôi hả Mày bảo tao làm theo một điều. Hắn ngoảnh vội sang mụ. À, gì chuyển dần cho tôi các đồ vô đây. Biểu cô hai hãy đứng chờ tôi chút xíu. Được sai. Mụ ton tả đi rồi. Cốc khom lưng, ghé miệng vào tai bố. Vâng. Bà nhớ làm cho tôi một điều là chốc nữa cô hai vào. Bà phải nói rằng xưa kia, lúc tôi còn ở nhà, thì nhà ta cũng là hạng giàu có nhất nhì trong làng. Có nhà ngói cây mít hẳn hoi, nhưng sau này vì sao đấy? Vì ba chạy cai tổng hay là ông hội đồng, nghị viên đấy. Mà đại khái thế, cái đó tùy ba, nên gia tài phải khánh tận đến cảnh huống này, ba nhớ chứ? Nhưng nói thế để làm gì, tao chịu thôi. Từ thùa cha sinh mẹ đẻ tao không biết nói dối. Mà nói để làm gì, nói với ai? Tốc trợn mắt lên. Ba có danh giá của ba, tôi có danh giá của tôi. Tôi đã nhận vợ ba là gì để giữ danh giá cho ba thì ba có phải nói thế để giữ danh giá cho tôi tôi nói thế là đúng luật bị dọa luật lão lại run sợ ừ được vậy mày bảo tao chỉ phải làm có thế à nhưng mà nói với ai à còn điều này nữa còn bà ấy nữa bà nói xưa kia cũng lành lặn đẹp đẽ nhưng gần đây vì sau đó mới sinh ngủ thử nghĩ hộ tao xem là vì sao chính bà ấy thì bảo rằng độ năm ấy mất mùa đói quá y phải đi hành, à chết quên, đi đường, dễ vào nhà người ta ăn vụng, bị nó đuổi bắt phang cho một cái đòn gánh ngang lưng, gãy xương sống, thế là thành gù. Nhưng nói với ai hả? Không được, không được, bà cứ bảo là độ năm kia bà ấy xuống chơi với chú Bính ở Hải Phòng, đứng đứng trên lầu ô ten, bị giặc nhật nó liệng bom, mảnh bom rất phải. Cũng được, nhưng mày bảo tao sẽ phải nói với ai? Hắn trở cặp mắt ngạc nhiên. Với vợ tôi chứ còn với ai? rồi dịu giọng hắn cười khi à chết chửa tôi chưa nói với ba nhỉ tôi chả mới lấy nó ở nam kỳ con một nhà danh giá hẳn hoi sẽ nói chuyện sau à còn điều này nữa từ nay tôi gọi vợ ba là gì thì ba phải bảo bà ấy và cả ba nữa gọi vợ chồng tôi là cậu với mợ chứ đừng mày tao ba nhớ chứ mọi việc điều đình xong cốc đứng ngay người trông ra đã thấy ở gian bên, mẹ kế hắn đem vào được một chiếc bồ, một chiếc làn mây và một chiếc vali khác. Hắn khêu tỏ đèn, đi củ soát khắp nhà thêm một lượt để thu dọn dây điệp. Nhưng chợt có tiếng quốc quẹt gần, bằng một nhảy cốc lôi ở gian phải sang cây trọng tre, nhảy một bước khác lên giường lão nằm. Hắn rút cái chiếu mắc dưới bàn thờ, nhảy một bước trở lại, phù chiếu lên mặt trống. Nhưng ác thay, mặt trống được phủ thì cái mắt những mụn đùm tã bẩn dưới bàn thờ lại được dịp phô ra ánh sáng. Vẫn bằng một bước, hắn lại nhảy lên một lần nữa, rứt một cái mạnh, dây tã bị rơi xuống đất, che kín bởi cái giường lão kê ở phía ngoài. Đương cáo kỉnh, hắn quay trông ra thấy người mới đến, vừa thở, vừa gượng gạo cười. Kìa mình, vô đây mình. Và tới tay chỉ hai người giới thiệu. Đây là ông già tôi, đây là vợ của tôi. Người mà cấp gọi là vợ chỉ khẽ nghiêng đầu về phía lão thay cho tiếng chào, đã nhận được câu đáp. Tôi chả dám. Đoạn mặc cho lão há hốc cả mắt lẫn mồm ra ngắm thị, một cái búi tóc, một cặp môi nước trầu, một cặp mắt tròn, một nét mặt không đẹp, không xấu, nhưng có rất nhiều khí sắc khinh người. Bề ngoài là một cái áo cánh lụa rộng thùng thình, một cái quần lĩnh thâm hẹp cũng cỡn, một cái khăn bông trắng choàng, đôi hoa tai và một kiềng. Đó là tất cả con người mới đến. Thị cứ việc xa sầm mặt nhìn chồng, rồi cất thứ giọng nặng như trì. Mình mẩn răng và để người ta trông hoài, cái xứ mình mùi đâu mà đốt thấy tổ. Chỉ tâm trọng cho vợ, cốc cửa hình hạch. <laughs> tôi giờ hỏi coi, có phải nhà ông già tôi không mà, mình hãy ngồi đây đã. Thị sờ vào mặt chiếu, nhưng ruột phát tay lại như sờ phải lửa, vẫn đứng mỗi thị nhăn lại. Thế có phải thiệt nhà mình không? Hai cốc đưa mắt cho bố nỡ lời. Chính phải đây, chị à, à, mợ à, xưa kia nhà ta cũng là hạng giàu có nhất nhì trong làng, có cả nhà ngói cây mít thản hoi. Thế rồi thì đến đời tôi, chạy nghị viên làm cho gia tài khánh tận. Nghị viên tức ở trong kêu là ông hội đồng, nói thế mình mới biết, cốc đỡ. Thì vẫn lặng thinh, không thay đổi sắc diện. Nhưng thấy lão nói trôi chảy, hắn rất mừng, thuận mồm, lão tiếp luôn. Còn bà nó đâu rồi? Ê, cái người gù lưng, đem đồ đạc vào cho cậu mợ vừa rồi, tức là vợ kế tôi. Xưa kia cũng lành lặn đẹp đẽ, nhưng vì hôm xuống hải phòng chơi với anh Bính, đương ở trên hàng lầu, ô tô hay gì á, anh hai, cậu hai, thế là bị bom bắn phải mới thành gù. Thì vẫn lặng thinh, không cảm động hơn, cốc buồn và lo. Chưa biết kết luận câu chuyện về ngà nào, cũng may thì đương lặng thinh Bỗng quay đôi hàm ra Ngáp một cái thật dài Thụy về hoài hỏi chồng Mấy giờ rồi mình Hắn rút đồng hồ xem Chết chửa 4 giờ Xe tay từ tình đi đêm về đây mà cũng mất những 6 giờ kìa Kìa mình ngồi tạm xuống đây cho đỡ mỏi Mình 4 giờ rồi ngủ gì được nữa Vậy này Hắn ngoảnh sai mẹ kế Này gì Nhà tôi nó đi đường mệt, dì hãy ra đây giúp tôi. Dì cởi cái bồ này ra, lấy xoài, lấy mãng cầu, măng cột để ba và dì xơi Rồi còn đem cho các chú thím nữa. Các bà con họ mạc, gọi là mình đi xa về, nhiều ít cũng là cái lộc. Lão phó cỏ nhắc. Thôi, tôi cần ăn làm gì, để con biếu các cụ tiên cụ thứ. Tôi cũng chả ăn. Vợ lão phụ họa, còn các cụ tránh, ông Lý, cụ cử, cụ Hàn, ông bá kiệu, chẳng gì người ta cũng là chỗ đàn anh trong làng, Cô nghỉ dư nữa, suýt quên, mình còn nợ người ta, mà con mình còn ở với người ta nữa. Cả ông nhiêu mại bố chồng chị xã, mụ thêm vào, không thấy hay phản đối gì, mụ kể ra một sốc. Bà nhiêu cường vẫn đong chịu muối, cô cả gì vẫn mua chịu dầu, bác xã thì vẫn đong chịu gạo, ông lái quắm vẫn lấy chịu rượu và thuốc lào, ông làng con độ trước tôi mua chịu cho ông ấy mấy hảo thuốc đau bụng. Thế thì lại phải ông thông đà nữa, lão nhắc À vâng, còn cả táo, còn hào bi. Lão bỗng quắc mắt nhìn mụ hết. Bà bảo gì, hào bi, việc gì phải biếu quà thằng hào bi. Tôi trả đông chịu của ông ấy hai thùng thóc nếp về cho ông nấu rượu độ đầu năm. Thế anh em nó chửi bà đấy, bà có biết không? Mụ ngật mặt ra, nó không chửi, nhưng em nó thằng Trương Tùng chửi, thì cũng như nó chửi. Nó chửi tôi, tức cũng như nó chửi bà. Đứa nào chửi tôi hôm qua, rằng 70 tuổi không khao, bà có biết không? mà bà lại phải biếu quả anh em nhà nó. Hai cốc ngừng tay ngạc nhiên, can thiệp. Sao? Sao? Đứa nào dám chửi? Sao lại không làm khao? Sao lại để cho nó chửi? Trương Tùng trước còn thằng nào, kiết thì không làm khao được, không làm khao được thì nó coi như con chó. Nó đào ông bới cha lên chứ sao? Trẻ cậy cha, già cậy con. Chẳng qua con cháu mình trả ra gì thì nó mới đè đầu cưỡi cổ được. Cốc hầm hầm mặt giận. Trương Tùng con đã hộ các phải không? Còn đứa nào nữa, ông cứ bảo tôi, để tôi về nhà phen này, tôi sửa cho chúng nó. Nhà nó vẫn ở ngõ giếng phải không hả? Được rồi. Sắn tuốt tay áo lên, hắn hùng hồ chạy thẳng ra sân. Đồ cha nó chứ, đồ cha đứa nào chửi bố ông không làm khao. Nó có giỏi hay ra miệng với ông. Ông đánh cho bể sọ nó ra, đồ cha tổ nó, rồi nó biết tay ông. Rồi ông làm khao cho bố ông, cho nó biết. Sực nhớ đến vợ, hắn chạy vào tìm thị, nhưng vẫn may cho hắn là thị đã bất chấp cả chiếu bẩn trọng siêu và ngồi tựa gật đầu vào thành cối say há hốc miệng phun ra một điệu ngáy dần rần chân trời sửa soạn bình minh một chàng tiếng chó sủa hỗn hào sủa đón mừng cậu cấp chửi quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết khao của tác giả đồ phồn rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.